50 tip dành cho các anh em làm nhạc và mixing ở trên Logic Pro X. Đừng bỏ qua video này. Ready? Let's go. Maki Tool là một cái công cụ rất là hay để các bạn chỉnh sửa audio ở trên Logic Pro X. Thí dụ như thế này, khi mà bạn thu âm cho một người ca sĩ hoặc là một khách hàng của bạn và đôi khi họ hát rất là lớn như thế này, hoặc đôi khi họ hát rất là nhỏ như thế này. Lúc này thì Maki Tool là một cái công cụ rất là hữu ích, các bạn hãy nhìn mình làm nha. Các bạn nhấn T và R, sau đó là quét cái vùng mà người ca sĩ hoặc là cái người hát á, họ hát nhỏ. Sau đó các bạn hãy trở về công cụ Pointer Tool ha, thì các bạn hãy nhấn T hai lần. Đó, sau đó nhấn vào đây một cái. Thì lúc này Logic Pro X nó đã tự cắt cho mình một cái đoạn audio như thế này. Thì lúc này chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh gain của cái đoạn audio này. Pan Tool chính là một cái công cụ mà các bạn có thể pan luôn cái tiếng, cái âm thanh của mình qua bên trái hoặc bên phải, ngay cả ở trong cái phần piano roll. Các bạn xem nha. Đây là cái phần piano roll của cái tiếng hi-hat này. Lúc này thì các bạn chỉ cần nhấn phím A, sau đó thì các bạn hãy chọn vào cái mục này và chọn cái phần gọi là MIDI pan ha. Lúc này thì chúng ta chỉ cần chọn cái công cụ là Pointer Tool, sau đó là nhấn vào đây. Đó, các bạn hãy đánh dấu và chuyển nó như thế này. Ở đây là trái, ở đây sẽ là phải. Và chúng ta sẽ có được một cái đoạn pan như thế này. Có những cái project mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều cái track nhạc cụ cũng như là những cái track tiếng ở trên đó, thì đôi khi cái máy của bạn nó sẽ rất là nặng và nó có cái tình trạng gọi là giật lắc. Thường vào những cái lúc đó thì mình sẽ sử dụng cái công cụ gọi là freeze, nghĩa là đóng băng một cái track. Có nghĩa là một cái track đó, nếu mà mình đã làm xong cái phần MIDI rồi, mình không muốn thay đổi bất cứ những cái thứ gì ở trong cái track đó nữa, không thay đổi về mixing, không thay đổi về MIDI, không thay đổi về audio chẳng hạn, thì các bạn hãy làm theo mình. Ở đây thí dụ mình có một cái track này tới một cái track này, đó là mình cần đóng băng vì cái những cái track này chứa những cái VST hoặc là những cái plugin rất là nặng. Sau đó thì các bạn hãy nhấn chuột phải vào track header component ha, và chọn là freeze. Sau đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện lên một cái dấu free, một cái dấu hình tuyết như thế này. Các bạn hãy nhấn cho nó xanh lên và bấm space. Thì lúc này cái máy nó sẽ bắt đầu render những cái track này. Sau khi mà nó render xong á, thì các bạn sẽ thấy là cái máy mình á, nó nhẹ đi rất là nhiều. Và nó mình cũng có thể làm thêm được nhiều việc khác ở trên cái project đó. Zoom in và zoom out bằng cái phím tắt này, Command, Option và lăn chuột. Khi các bạn để cái con chuột mình nằm ở chỗ nào á, thì nó sẽ zoom in và zoom out ngay cái chỗ đó. Các bạn muốn zoom cho cái track mình nó bự ra xíu á, thì các bạn hãy nhấn Option ha, hoặc là Alt ở trên Windows. Và muốn trái phải thì các bạn hãy nhấn Shift. Xuất một file MIDI nhanh ở trên Logic Pro X như thế nào? Đầu tiên thì các bạn hãy bấm vào cái track có cái phần MIDI ha, sau đó là chúng ta hãy double click vào cái file MIDI này. Lúc này thì các bạn hãy chọn là File, Export và chọn là Selection as MIDI File ha. Chọn ở Desktop và đổi tên cho nó ha, Base 1 chẳng hạn. Lúc này thì mình sẽ kéo cái file Base 1 vào đây ha. Như vậy là chúng ta đã lưu thành công một cái file MIDI rồi. Trong một cái tình huống mà bạn đang làm một cái bài nhạc hoặc đang làm một cái dự án gì đó cho khách của mình, và khi mà bạn sửa, thí dụ như bạn sửa một cái file MIDI đi, nhưng bạn sửa xong rồi bạn cảm thấy là cái nốt hồi nãy nó hay hơn, hoặc là cái chỗ đó nó hay hơn, nhưng mà không nhớ để làm như thế nào. Lúc này thì các bạn chỉ cần vào File và bấm là Revert To, thì các bạn sẽ thấy là Logic Pro X nó đã đưa cho mình những cái phần backup như thế này. Thì thường những cái lúc mà các bạn bấm Command S á, nghĩa là bấm Save á, thì nó sẽ có một cái backup mới. Vậy khi mà chúng ta mỗi lần làm xong một cái gì đó lớn hoặc là nhỏ trong cái phần project của mình, thì cũng nên bấm cái phần Save Project lại ha, để chắc chắn rằng mình sẽ có một cái phần backup trong đây. Đến khi mà chúng ta cảm thấy là khi mà chúng ta sửa nhiều quá, chúng ta không thấy hay, chúng ta muốn trở lại, thì chúng ta cũng có cái nơi để trở về ha. Có hai cách để chúng ta có thể copy nhanh cái phần MIDI của mình đến những cái bar tiếp theo. Đó là các bạn hãy chọn cái phần MIDI, sau đó là nhấn Option hoặc là Alt trên bàn phím Windows. Và các bạn hãy nhấn và giữ kéo như thế này. Còn một cách nhanh hơn nữa thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây và nhấn là Command G ha. G ở đây nghĩa là Repeat. Và tương tự với nhiều track.
Drummazine Designer chính là một cái tổ hợp, hay là một còn gọi là một cái, mình hay gọi là một cái ổ ha, một cái ổ trống. Thì trong đây nó có những cái tiếng khác nhau và những cái tiếng đó do mình quyết định. Đầu tiên thì các bạn hãy tìm những cái tiếng mà các bạn thích. Ví dụ mình thích cái tiếng này thì các bạn hãy nắm và kéo vào đây. Rồi các bạn hãy chọn là Drummazine Designer ha, với những cái sample khác, ví dụ như là cái crash này. Các bạn cũng có thể kéo vào đây. Tương tự với những cái sample khác cũng vậy luôn. Sau khi mà chúng ta đưa cái phần sample này vào cái Drummazine Designer thì các bạn hãy nhấn ở trên cái phần MIDI của mình á. Đó, nó rất là tiện cho các bạn làm nhạc luôn. Sau khi mà chúng ta đã chọn được những cái sample mà mình thích, mình đưa vào đây thì các bạn hãy tắt cái này đi. Các bạn sẽ thấy ở bên tay phải của mình có cái chữ save. Các bạn hãy nhấn vào đây và đặt tên cho cái Drummazine Designer. Thì các bạn sẽ thấy là trong cái phần user patch và mình để trong cái thư mục là Thịnh Drum này ha, thì mình đã làm rất là nhiều những cái Drummazine Designer để mỗi khi mà mình làm nhạc á, mình có luôn một cái phần trống ha, một cái những cái tiếng mà mình yêu thích thì mình không cần tốn thời gian quá nhiều để tìm ra những cái tiếng đó nữa. Swing là một cái công cụ rất là hay để làm cái nhạc của bạn trở nên nảy hơn, nghĩa là bounce hơn á. Thì nó sẽ như thế này. Đây là cái phần MIDI của cái phần bass. Các bạn hãy nghe qua cái đoạn nhạc này trước. Rồi lúc này thì mình sẽ chọn tất cả những cái phần MIDI. Sau đó trong cái phần swing, với cái cách viết bass của mình thì nó sẽ là 1/8 ha. Bây giờ thì các bạn hãy kéo cái phần swing lên như thế này, thì các bạn sẽ thấy là các nốt nó đang di chuyển khỏi cái phần guitar đi một xíu. Và sau khi chúng ta swing, chúng ta sẽ có được một cái kết quả như thế này. Cái này là do mình sử dụng swing quá nhiều ha, bây giờ chúng ta sẽ giảm lại bớt. Pitch bend ngay cả ở trong cái phần piano roll của Logic Pro X. Các bạn hãy mở cái phần piano roll của cái phần tiếng đó lên, sau đó là các bạn hãy nhấn phím A ở trên bàn phím ha, và chọn cho mình cái phần gọi là pitch bend. Rồi lúc này các bạn hãy nhấn vào đây một cái thì các bạn sẽ thấy là mình đang ở pitch bend là -13 ha. Các bạn hãy kéo về 0 trước đã. Bây giờ mình sẽ chọn cái nốt này như thế này, rồi chúng ta kéo lên hoặc là kéo xuống như thế này. Bây giờ thì mình muốn làm cong cái đường này đi để cái phần pitch bend nghe nó ảo hơn xíu ha, thì các bạn hãy chọn là T và W ha. Thì W chính là cái công cụ automation curve, nghĩa là làm cho nó cong đi đó. Rồi các bạn hãy kéo lên như thế này. Rồi bây giờ mình nghe lại. Ở đây mình có một cái sample là 140 và cái project của mình hiện tại là 135 ha. Bây giờ thì mình muốn đồng bộ cái sample này vào cái project này thì các bạn chỉ cần là nhấn option và kéo nó về cái bar gần nhất. Bar gần nhất là như thế nào? Bây giờ mình đang làm nhạc 44 thì nó đang gần với cái bar thứ tư nhất. Đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4. Trong trường hợp mà cái sample của bạn nó dài hơn tới đây chẳng hạn thì các bạn hãy kéo về bar thứ 8 ha, thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi các bạn hãy nhấn vào và kéo qua như thế này. Mình có một cái đoạn piano như thế này. Nếu mà điều chỉnh tay bằng cái việc mà điều chỉnh về velocity á, thì các bạn sẽ điều chỉnh như thế này. Các bạn hãy nhấn vào đây và điều chỉnh như thế này, đúng không? Nhưng mà cái trường hợp nếu mà chúng ta có rất là nhiều cái phần MIDI như thế này thì chúng ta xử lý như thế nào để cho nó nhanh hơn? Các bạn hãy chọn vào Function và chọn là MIDI Transform ha, và chọn là Random Velocity. Thì lúc này các bạn hãy nhìn vào cái chỗ này ha, thì nó sẽ hiện cho mình một cái gọi là velocity cao nhất và velocity thấp nhất. Ở đây mình muốn cái bài của mình nó nghe nhẹ nhàng một xíu ha, mình sẽ để thấp nhất nó tầm khoảng 30 đi, và cao nhất nó chỉ khoảng 80 thôi. Select và operate ha. Có hai cách để các bạn có thể bypass những cái plugin ở trong cái track của mình. Bypass nghĩa là các bạn tắt đi những cái plugin đó. Thì bây giờ các bạn có thể tắt theo cách thứ nhất, đó là các bạn hãy nhấn giữ chuột trái như thế này và kéo xuống. Chúng ta sẽ tắt được tất cả những cái plugin ở trong cái track. Và cách thứ hai thì đơn giản hơn, các bạn hãy nhấn vào đây và chọn là bypass
On Effect plugin ha. Cái lỗi này thì thường sẽ gặp với những người mới bắt đầu làm nhạc rất là nhiều. Có nghĩa là khi các bạn làm nhạc giống như cái project này chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy là cái bài nhạc này nó bắt đầu ở bar thứ nhất luôn. Vì thế là khi các bạn xuất cái file nhạc ra, thì ngay khi các bạn mở cái file nhạc lên thì nó đã có nhạc luôn rồi. Nó sẽ không có một cái khoảng nghỉ ở phía trước ha. Nó sẽ làm cho người ta đôi khi bị giật mình, hoặc là cái cảm giác bài nhạc của mình nó sẽ không được tốt cho lắm. Các bạn hãy chỉ cần chọn vào đây và chọn là Insert Silent ha, thì các bạn nhấn vào đây một cái. Stem chính là một cái file audio của một cái track nào đó ở trong cái project của bạn. Thí dụ như cái track Bay 1 này thì mình sẽ xuất ra một cái file Stem. Thì cái file Stem đó là một cái file audio của cái track Bay 1 từ đầu tới cuối bài, và nó là dạng audio chứ nó không phải là dạng MIDI như thế này nữa. Thì cái stem này được phổ biến trong các việc là giống như bạn muốn xuất stem cho tất cả những cái track ở trong cái project của mình để gửi cho một cái người mixer, một cái người chuyên nghiệp hơn, họ mix cái bài nhạc của mình. Hoặc là trong cái trường hợp là bạn bán beat và cái người mua họ yêu cầu là bạn xuất stem cho họ để họ có thể, đôi khi là họ có thể thay đổi một xíu cấu trúc bài trong cái bài beat của họ. Thì đó là cái ý nghĩa của phần stem ha. Thì bây giờ để xuất stem cho cái project của bạn thì các bạn hãy chọn những cái track mà các bạn muốn xuất trước. Thí dụ ở đây mình muốn xuất tất cả những cái track ở trong cái project của mình, thì các bạn hãy chọn tất cả những cái track ở trong project. Các bạn hãy chọn là File Export và chọn là On Track Is Audio File ha. Ở trong này thì các bạn có những cái sự lựa chọn như thế này. Đầu tiên là Range, là cái khoảng xuất cái file audio này thì các bạn hãy để là Export Cycle Range Only ha. Có nghĩa là nó chỉ xuất từ đầu cái đường vàng này cho đến cuối cái đường vàng này thôi. Save format thì mình sẽ để là wave, bit depth thì mình để là 24 bit. Nếu mà các bạn muốn tắt đi những cái effect ở trong những cái track của mình á thì các bạn hãy nhấn vào đây. Normalize thì mình thường để là off ha. Tiếp theo đó thì mình khuyến khích các bạn nên tạo một cái folder như thế này. Thí dụ ở đây mình để là 50 tiếp stem ha. Và bấm create thì nó sẽ tạo cho mình một cái folder như thế này, và sau khi chúng ta bấm export á thì tất cả những cái stem của mình nó sẽ nằm trong cái thư mục này và chúng ta sẽ dễ quản lý hơn rất là nhiều. Chức năng delay trong Logic Pro X là một cái chức năng khá là hay và rất là dễ làm. Ở đây thì mình có layer một cái tiếng clap với một cái tiếng snare ha. Rồi bây giờ thì các bạn nghe qua hai cái tiếng này trước. Khi mà các bạn layer hai cái tiếng lại với nhau á, thì đôi khi hai cái tiếng nó cần một cái độ trễ, có nghĩa là một cái tiếng này nó có thể trễ hơn cái tiếng kia một xíu thì nó sẽ hay, và nó sẽ làm cho cái việc layer của các bạn nó có cái hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình muốn cái tiếng snare này nè nó sẽ trễ hơn cái tiếng clap một chút xíu thôi, thì bây giờ mình kéo cái phần delay này qua phía bên phải một xíu ha, thì mình sẽ kéo rất là nhiều cho các bạn nghe rõ cái hiệu ứng delay này ha. Đó, có nghĩa là tiếng clap xong rồi mới tới tiếng snare, thì đây là do mình kéo nhiều. Bây giờ thì mình sẽ thử điều chỉnh cho nó vừa phải ha, và chúng ta hãy nghe lại cái hiệu quả của cái việc delay này. Cửa sổ browser ở trong Logic Pro X thì các bạn, nhiều bạn nói là ở bên FL Studio á, nó có một cái browser, có nghĩa là một cái thanh ở bên trái các bạn có thể nắm sample kéo thẳng vào, thì ở bên Logic nó cũng có ha, thì các bạn chỉ cần nhấn phím F hoặc là nhấn vào cái icon này, đó nó sẽ hiện ra. Rồi các bạn có thể chọn một cái thư mục đó, sau đó thì các bạn có thể trường hợp ở đây thì mình đã làm một cái bookmark, có nghĩa là giống như là một cái ghi nhớ một cái thư mục đó. Thì muốn làm bookmark thì các bạn hãy chọn cái thư mục, nhấn vào đây và chọn là bookmark ha. Thì ở đây do là mình đã bookmark rồi á, vì thế là nó chỉ còn cái biểu tượng gọi là remove thôi. Thì khi mà mình vào đây rồi mình tìm những cái sample mà mình thích. Ở đây thí dụ mình tìm một cái tiếng clap này đi. Đó, thì các bạn muốn kéo thẳng vào thì các bạn hãy kéo như thế này. Đó, nó sẽ tạo cho mình một cái track audio như thế này luôn. Còn khi mà các bạn muốn kéo vào làm một cái track MIDI như thế này á, thì các bạn hãy nắm vào đây và kéo vào cái khoảng không này. Đó, nó sẽ hiện ra như thế này và các bạn hãy chọn là Quick Sampler ha. Ở đây thì mình có ba cái tiếng bass như thế này, đó là tiếng 1, tiếng 2 và tiếng 3. Thì các bạn có thể thấy là trong mỗi cái track bass của mình á, nó đều có một cái plugin gọi là LF Auto-Tune ha. Thì đây là một cái plugin sidechain dành cho nhạc house. Bây giờ nếu mà chúng ta để mỗi cái một cái plugin như thế này á, thì cái máy chúng ta nó sẽ tốn tài nguyên. Và thứ hai đó là đôi khi á, cái FL Tune của cái bass bar nó như thế này,
Nhưng mà cái của cái hai nó lại như thế này, thì đôi khi nó sẽ làm cho những cái tiếng bass kết hợp lại với nhau nó không có một cái sự đồng bộ nào hết. Thì lúc này thì chúng ta sẽ cần đến một cái gọi là bass ha. Thì để tạo bass thì các bạn hãy chọn những cái track mà các bạn muốn tạo. Ở đây thì mình sẽ chọn ba cái track là bass 1, bass 2 và bass 3 ha. Và nhấn chuột phải, các bạn hãy nhấn là create track start ha. Rồi, trong hai cái này nó sẽ có hai cái thư mục để các bạn lựa chọn, thì các bạn chọn là summon start. Lúc này thì nó sẽ tạo cho mình một cái bass như thế này. Các bạn có thể đặt ở đây là bass bass ha. Trong cái bass bass á thì các bạn hãy nắm kéo cái phần LFO tool này qua đây. Sau đó thì các bạn hãy tắt đi những cái LFO tool của những cái track bass khác. Vì khi mà các bạn để cái plugin này trong cái phần bass thì nó sẽ áp dụng lên tất cả những cái track ở trong cái phần bass đó, và chúng ta sẽ có được một cái phần bass như thế này. Thay đổi velocity chỉ bằng một cái phím tắt như thế này, các bạn hãy chọn T và chọn nút V, có nghĩa là cái phần velocity tool ha. Rồi sau đó các bạn muốn thay đổi cái phần velocity của cái tiếng nào đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây và kéo xuống, hoặc là các bạn kéo lên. Để quantize ở trong Logic Pro X thì các bạn chỉ cần chọn những cái phần MIDI mà các bạn muốn quantize. Ở đây thì mình sẽ bấm là Command A ha, để chọn tất cả những cái file MIDI mà chúng ta cần để quantize, và chỉ cần bấm nút Q. Đây, nút Q đây. Thì nó sẽ quantize về cái grid gần nhất ha. Ở đây mình có một cái file MIDI như thế này, và mình muốn là tất cả những cái nốt trong cái file MIDI này nó đều bằng nhau hết. Có phải là các bạn sẽ làm cái cách như thế này. Thí dụ ở đây mình kéo về một ô ha. Thì đây mình kéo một ô, một ô, một ô. Thì nếu mà các bạn làm như thế này, làm vài nốt thì nó ok đó. Nhưng mà nếu mà các bạn làm vài trăm nốt thì nó như thế nào? Thí dụ trong cái file MIDI này các bạn cần tất cả các nốt đều bằng nhau về độ dài hết, thì các bạn hãy nhấn là Command A. Sau đó thì các bạn hãy nhấn là Option cộng Shift, và các bạn hãy kéo cái nốt này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là tất cả các nốt sẽ đều bằng nhau như thế này. Bây giờ là mình muốn tất cả các nốt đều giống nhau về mặt velocity thì làm như thế nào? Tương tự như cái tip trước thì các bạn chỉ cần chọn tất cả những cái file MIDI và nhấn Option cộng Shift, và sau đó là các bạn hãy điều chỉnh cái phần velocity. Thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái phần velocity nó sẽ đều giống nhau như thế này. Một cái công cụ mà mình vẫn rất thường xuyên để sử dụng đó là Audio Reverse. Thì ở đây mình có một cái tiếng crash như thế này. Bây giờ mình sẽ muốn đảo chiều hoặc là đảo ngược lại cái file audio này, thì các bạn hãy nhấn vào cái file audio này và các bạn hãy chọn cái phần More ha. Đây, cái phần More, và chọn vào bấm Reverse thì nó sẽ đảo ngược lại cái file audio như thế này. Và khi mà mình cắt, mình đưa vào cái phần Project á, thì nó sẽ có cái hiệu ứng như thế này. Ở đây thì mình có một cái file reverse sync như thế này. Các bạn sẽ thấy là cái file sync này họ để là tông là D ha. Bây giờ thì mình muốn chuyển nó thành son cho nó trùng với cái phần nhạc ở phía sau. Các bạn hãy nhấn Option hoặc là Alt trên bàn phím, và nhấn cộng với cái phím lên, cái phím mũi tên lên á, ở trên bàn phím. D thăng nè, E nè, F nè, F thăng nè, và G nè. Và chúng ta sẽ có được một cái sample ở cái tông G ha. Mill là một cái công cụ mà mình sử dụng hầu như trong tất cả những cái beat nhạc của mình. Thí dụ trong một cái bài mà mình bố trí như thế này đi, ở cái đoạn từ 3 thứ 13 cho đến 21, mình muốn là tắt cái tiếng kích đi. Thì thường là những cái người mới bắt đầu á, thì họ sẽ bấm như thế này, và các bạn bấm backspace để xóa nó đi đúng không? Nhưng mà thường thì mình không xóa nó đi, mình sẽ chỉ để nó ở đây và bấm Ctrl M để mill nó đi thôi. Thì cái này nó có lợi là khi mà chúng ta sau này chúng ta có sự thay đổi về mặt ý tưởng á, có nghĩa là bây giờ tôi không muốn nó tắt đi, tôi muốn nó mở lại, thì chỉ cần các bạn nhấn vào đây và nhấn Ctrl M lại thì nó sẽ mở lại ha. Các bạn có thể sidechain nhạc house bằng cái plugin có tên là Tremolo trên Logic Pro X như thế này. Giờ thì mình sẽ cho nó vào một cái plugin có tên là Tremolo. Lúc này thì các bạn hãy điều chỉnh như mình ha. Cái phần symmetry này thì các bạn hãy để chính khoảng 96% ha. Offset thì để 0 độ và phase cũng để là 0 độ. Cái phần smoothing thì các bạn có thể để theo cái tùy thích của mình ha.
cái phần depth thì mình để là 100% và raise sẽ là 1/4 ha. Chúng ta sẽ có được kết quả như thế này. Đây là chưa có. Cách để nhân đôi một cái track rất là nhanh thì các bạn chỉ cần nhấn vào một cái track và nhấn là Command D. D đây là duplicate ha. Thí dụ trong một cái project mà mình muốn lặp đi lặp lại một đoạn để mình có thể mixing cái đoạn đó, hoặc là mình muốn tìm thêm cái ý tưởng cho cái đoạn đó, thì các bạn thường sẽ tô như thế này đúng không? Nhưng mà với mình thì mình có một cách khác vẫn hay làm hơn, đó là mình chọn một cái MIDI chiếm từ đầu tới cuối cái đoạn đó. Thí dụ như cái MIDI này, rồi các bạn nhấn là Command U. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có được một cái đoạn như thế. Tương tự với thí dụ mình muốn lặp thêm một cái đoạn này nữa thì các bạn hãy chọn như thế này và nhấn là Command U. Để save một cái preset cho một cái plugin á, thì các bạn hãy làm như thế này. Đầu tiên thì trong cái phần list á, thì mình cho nó một cái EQ, mình sẽ cắt đi cái phần low của nó ha, và đẩy một xíu cái phần high lên. Và mình muốn lưu cái preset này lại cho những cái lần sau mình sử dụng á, thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây và chọn là save A ha. Và các bạn hãy đặt tên là list chẳng hạn và bấm save. Và tương tự là khi chúng ta tắt cái plugin này đi và chúng ta mở lại một cái EQ mới, chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ có một cái preset có tên là lead như thế này. Màu là một cái rất là hay để bạn có thể nhận biết ra đó là cái track gì ở trong cái project của bạn. Thí dụ ở những cái track trống á, thì các bạn có thể đổi thành màu xanh dương. Những cái track bass thì các bạn có thể đổi màu hồng. Hoặc là những cái track lead thì các bạn có thể để những cái màu vàng. Hoặc là những cái track vocal thì các bạn có thể để màu cam chẳng hạn. Thì để đổi màu những cái track á, các bạn chỉ cần quét những cái track như thế này và nhấn là option C ha. Các bạn hãy chọn cho mình một cái màu ha. Thí dụ như đây là trống đi, đây là bass thì nó sẽ màu hồng đi, còn đây là lead thì nó có thể là màu vàng đi ha. Thì các bạn chỉ cần nhìn vào như thế này là các bạn biết là những cái MIDI nào là của bass và những cái MIDI nào là của cái phần kick và những cái MIDI nào là những cái phần lead ha. Thêm một cái công cụ nữa để chúng ta có thể dễ quản lý những cái track của mình, đó là thay đổi cái icon, đó là cái biểu tượng của cái track đó. Rồi các bạn muốn đổi thì các bạn hãy nhấn chuột phải vào cái chỗ biểu tượng này. Đó, và chúng ta có thể đổi một cái biểu tượng khác. Với phần bass thì các bạn có thể chọn hết tất cả những cái phần bass và chọn một cái biểu tượng nào đó liên quan tới bass một xíu ha. Thí dụ như cái này chẳng hạn. Rồi phần lead thì cũng tương tự là các bạn hãy chọn cho mình một cái gì đó chẳng hạn. Folder là một cái dạng rất là tương tự trong những cái việc mà các bạn sử dụng Windows hoặc là Mac. Cho những thí dụ như bạn tạo một cái folder và bạn bỏ tất cả những cái dữ liệu vào trong đó. Thì thí dụ như ở đây mình có một cái bass bus nè, là bay nè, mình có một cái lead nè, thì mình muốn bỏ vào chung một cái folder có tên là instrument ha, có nghĩa là nhạc cụ á. Thì bây giờ mình chỉ cần là chọn cái phần lead, rồi các bạn chọn thêm cái phần bus như thế này. Đối với những cái phần bus á, thì các bạn chỉ cần chọn cái phần bus thôi, đừng có chọn những cái track riêng lẻ trong đây, vì khi là các bạn chọn cái phần bus á, thì nó đã chọn luôn những cái phần riêng lẻ rồi. Rồi chúng ta hãy nhấn command để chọn thêm, mình chọn thêm phần lead. Rồi sau đó là các bạn hãy nhấn chuột phải và chọn là create track stack. Và nó sẽ chỉ có duy nhất một cái sự lựa chọn cho các bạn thôi, đó là folder ha. Thí dụ các bạn có thể để đây là nhạc cụ chẳng hạn. Đó, thì khi các bạn sổ cái folder nhạc cụ ra thì nó sẽ có những cái bass, những cái lead như thế này. Cách để bạn có thể send một cái phần bass vào một cái track nhất định. Ở đây thì mình có một cái lead như thế này. Rồi bây giờ mình muốn cho nó thêm một cái bus reverb ha, để dễ quản lý hơn thì các bạn hãy mở cái mixer. Rồi các bạn hãy bấm vào đây và chọn một cái bus mà chưa được sử dụng. Thì đây mình sẽ thử là bus 10 ha. Nó sẽ tạo ra một cái track và nó sẽ đặt cho mình đây là một cái bus 10. Trong cái bus 10 á, thì mình sẽ để đây là một cái reverb chẳng hạn. Đó, một cái reverb như thế này. Rồi mình sẽ để là wet 100% ha. Mình chỉ muốn lấy tín hiệu reverb của cái bus này thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vặn cái bus này lên như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ có được cái tín hiệu reverb vô cái phần lead của mình. Để trở lại cái chỉ số mặc định của một cái nút vặn nào đó ở trong một cái plugin thì các bạn chỉ cần nhấn option hoặc là Alt trên bàn phím Windows ha, và các bạn nhấn chuột trái vào.
Thí dụ ở đây mình có một cái track list như thế này, và trong cái track list này thì mình có thêm vào nó một cái bus 10, và trong cái bus 10 thì mình có để một xíu reverb. Bây giờ thì mình muốn thay đổi một tí xíu ở trong cái bus đó, thí dụ như mình muốn thêm một xíu effect ở trong cái bus 10 đó, hoặc là thay đổi một xíu ở cái phần reverb. Các bạn chỉ cần nhấn shift và bấm vào cái mũi tên lên xuống này thì cái bus 10 nó sẽ hiện ra, và nó còn nhấp nháy nữa chứ. Automation bằng cái mod Touch ở trong cái Logic Pro X. Đây là cái mod mà mình sử dụng gần như là rất thường xuyên. Ở đây thì mình cho nó một cái filter của bộ Wave ha. Bây giờ thì mình muốn cái đoạn cuối này nó sẽ filter một xíu, sau đó nó sẽ bước qua một cái đoạn mới. Thì các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn hãy chọn vào cái track và các bạn hãy bấm phím A ha, để mở cái phần automation lên. Trong cái phần mod này thì các bạn hãy chọn cho mình là Touch ha. Nghĩa là cái track này nó đang chạy, mà các bạn thay đổi những cái chỉ số ở trong những cái plugin á, thì nó sẽ ghi nhớ lại cho các bạn. Và khi mà các bạn buông ra thì nó sẽ trở lại với chỉ số ban đầu. Ở đây thí dụ với cái phần filter ha, mình sẽ làm như thế này. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình buông ra nó sẽ tự nhả về cái chỉ số ban đầu của mình ha. Và khi mà các bạn làm xong á, hãy trở lại với cái mod grid ban đầu. Ở đây thí dụ mình có một cái project như thế này. Ở đây mình đã tạo một cái track kick, mình đã làm những cái icon cho kick, cho snare, cho hi-hat, cho bass, cho vocal. Đây là những cái thành phần rất là cơ bản cho những cái bạn sáng tác hoặc là những cái người làm nhạc cơ bản ha. Mình muốn lưu lại cái project này để khi mà mỗi khi mình mở lên mình làm á, thì mình không cần phải tạo lại một cái track mới rồi đặt tên nó là kick, rồi phải đặt cái biểu tượng như thế này, hoặc là đặt tên nó là snare, đặt tên nó là hi-hat. Mình chỉ muốn mở lên và có cái không gian làm việc ngay lập tức. Thì các bạn chỉ cần chọn vào đây, vào file và chọn là save a template ha. Thì ở đây mình có thể đặt tên là song brighter ha, hoặc là sáng tác. Rồi các bạn bấm save. Thì sau khi mà các bạn tắt phần mềm đi, các bạn mở lại và các bạn chọn cho mình là new from template ha. Thì nó sẽ hiện ra những cái template mà bạn đã lưu, và các bạn chỉ cần double click vào nó. Như vậy là xong rồi, các bạn chỉ cần làm việc thôi, không cần phải tạo track nữa. Để thay đổi cái tiếng cũng như là cái âm lượng của cái phần metronome thì các bạn hãy nhấn chuột phải vào cái phần metronome và chọn là metronome setting ha. Các bạn có thể thay đổi cái phần tông của cái phần metronome ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật metronome lên. Để làm cho cái phần metronome đếm trước một bar, có nghĩa là đếm tách 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 tách, sau đó thì nó mới bắt đầu thu á, thì các bạn chỉ cần mở cái phần metronome setting này và các bạn hãy chọn cho mình là click while recording ha. Và trong cái phần recording này các bạn hãy chọn là counting và hãy chọn là một bar ha. Nếu mà các bạn muốn cho nó đếm trước nhiều hơn nữa thì các bạn có thể chọn 2 bar, hoặc là nếu mà các bạn không muốn cho nó đếm, các bạn muốn bấm G là nó thu luôn, thì các bạn hãy chọn là nhanh ha. Ở đây thì mình sẽ chọn là 1 bar. Mình hát ngay cái đoạn này thì bây giờ các bạn hãy bấm G vào đây và bấm G ha, nó sẽ đếm 4 cái và nó sẽ bắt đầu thu. Alo alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn có thể thấy là cái file audio mình nó chỉ bắt đầu từ đây thôi ha, chứ nó không phải là bắt đầu từ cái bar đếm trước đó. Trường hợp máy của bạn nó quá lắc hoặc là nó khá là giật khi mà các bạn làm một cái project lớn á, thì các bạn hãy vào cái phần Logic Pro này, Reference, chọn Audio ha. Lúc này thì các bạn hãy để ý cái phần I/O Buffer Size ha. Nếu mà các bạn lắc á, thì các bạn hãy chọn một cái số lớn hơn. Đó, thí dụ ở đây mình để là 512, hoặc là nếu mà lắc quá thì các bạn có thể là để là 1024 ha. Sau đó thì các bạn hãy bấm Apply. Còn trường hợp mà các bạn thu âm á, thì các bạn nên để cái buffer size ở cái số nhỏ nhất có thể ha. Thí dụ như các bạn để 32 mà máy bạn nó không giật lắc á, thì hãy cứ để ở 32. Vì khi đó cái micro mà bạn thu vào á, nó sẽ bị trễ tiếng khá là nhỏ. Nhưng nếu các bạn để cái con số này lớn á, thì cái phần vocal của mình nó sẽ khá là trễ so với nhạc. Cách để bạn có thể xuất một sheet nhạc từ trong Logic Pro X. Ở đây mình có một cái MIDI như thế này. Bây giờ thì các bạn hãy chuyển qua cái thanh Score ha. Tiếp theo là các bạn hãy vào File và bấm là Print. Trước cái bảng này thì nó sẽ yêu cầu bạn điền vào một cái máy in, thì bạn không cần quan tâm lắm ha, thì bạn cứ bấm OK thì nó sẽ đến cái bảng này. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào cái mục này và chọn là Save a PDF ha. Nó và đặt tên cho cái file đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có được một cái file sheet nhạc bằng cái file PDF ha.
nhiều bạn sẽ hỏi là làm sao để có thể đưa cái file PDF vào cái Logic Pro X. Đương nhiên là cái phần Logic Pro X nó sẽ không đọc được cái file PDF. Nhưng trong cái trường hợp khi mà ai đó làm nhạc và gửi cho bạn một cái sheet nhạc và nó là một cái file PDF, thì các bạn có thể gõ lên Google như thế này: PDF to MIDI. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái trang web online làm được cái chuyện này. Các bạn chỉ cần vào cái trang web và quăng cái file PDF của mình vào thì nó sẽ tự động trả lại cho mình một cái file MIDI, và các bạn chỉ cần dùng cái file MIDI đó kéo thẳng vào Logic Pro X thì nó sẽ đọc được. Cách để làm một cái ARP cực nhanh ở trong cái Logic Pro X, ở đây thì mình có một cái compression như thế này. Các bạn chỉ cần nhấn vào track và chọn vào cái phần MIDI FX và chọn là arpeggiator ha. Nó sẽ có rất là nhiều những cái preset cho các bạn lựa chọn, và chúng ta sẽ có được một cái ARP như thế này. Để đo tempo một cái sample hoặc là một cái đoạn nhạc nào đó ở trong Logic Pro X thì các bạn chỉ cần vào cái track đó và vào Audio FX và vào cái mục Metering và chọn là PPM Counter ha. Và chúng ta hãy bật cái đoạn nhạc nào mà nó có nhiều cái phần trống cũng như là có nhiều cái phần nhịp để cái phần Logic Pro X nó có thể dễ nhận biết cái tốc độ của bài hát hơn. Ba cái giả analog EQ mà các bạn nên thử ở trong Logic Pro X đó là cái Vintage Console EQ, cái thứ hai đó là cái Vintage Graphic EQ, và cái cuối cùng đó là Vintage Tube EQ ha. Đây là một trong những cái plug-in EQ mà mình sử dụng khá là nhiều cho cái việc mixing vocal. Shift và click để playback ở bất kỳ một nơi nào đó ở trên project, thí dụ như thế này. Mình xếp click ở đây. Keyframe là một cái chức năng khá là hay của Logic Pro X, các bạn hãy xem nha. Đầu tiên thì mình có một cái đoạn hòa thanh như thế này. Nghe thì cái phần piano này nó khá là giả ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái chức năng keyframe này như thế nào. Đầu tiên thì các bạn hãy chọn vào đây. Các bạn hãy chọn quantize khoảng 1/16 ha. Sau đó thì các bạn chỉ cần kéo cái phần keyframe này qua bên phải một xíu thì các bạn sẽ thấy là các nốt MIDI của mình nó sẽ đang di chuyển như thế này. Lưu lại một cái preset để các bạn có thể chọn nó cho những cái project tiếp theo của mình. Thì thí dụ ở đây mình có một cái tiếng như thế này. Bây giờ mình muốn lưu lại để sau khi những cái bài hát khác á, mình muốn sử dụng cái tiếng này á, thì mình chỉ cần chọn vào một cái preset á, thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái effect như thế này. Các bạn hãy bấm vào track và bấm vào save. Lúc này thì bạn hãy lưu một cái tên bất kỳ nào đó. Như các bạn cũng có thể thấy là trong cái phần user page của mình á, nó sẽ có rất là nhiều những cái preset mà mình đã lưu sẵn ha. Bây giờ mình sẽ chọn sẵn một cái preset như thế này. Lúc này thì nó sẽ load cho mình cái VST cũng như là những cái plugin trước đó là mình đã thêm vào. Trong Logic Pro X thì nó cũng có sẵn những cái template khá là hay ha. Các bạn chỉ cần vào File, New from Template và chọn cho mình những cái template nào phù hợp với cái dòng nhạc cũng như là những cái cách thức làm nhạc của mình. Thí dụ ở đây có những cái template về Songwriter chẳng hạn thì nó cũng khá là hay ha. Rất cảm ơn các bạn vì đã xem hết cái video này. Đừng quên là để lại một like cũng như là một subscribe nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video lần sau. Mình là Thịnh. Thank you and take care.